Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin Chứng ngáo danh lan nhanh từ showbiz đến giới nhà văn. Nền văn học Việt Nam từ lâu nay đã bị Đảng Cộng sản Việt Nam biến thành công cụ. Trước đây những nhà văn, nhà thơ cách mạng sáng tác các văn chương phục vụ chế độ, giờ đây đọc lại khiến người ta phải lạnh sống lưng vì tính man dợ của nó. Tố Hữu sáng tác thơ phục vụ cải cách ruộng đất làm cho người ta nghĩ rằng đấy là vần thơ của quỷ. Ngoài những vần thơ man dợ ấy, ông Tố Hữu còn sáng tác bài Đời đời nhớ ơn ông để ca tụng Stalin, một đồ tể khét tiếng của nhân loại. Trong vụ án nhân văn giải phẩm, Đảng Cộng sản Việt Nam đã ra tay đàn áp nhiều nhà văn, nhà thơ, dám nói theo ý mình, trái với ý đảng. Sau chiến dịch đó, văn thơ Việt Nam gần như không có ai gì đáng đọc, mặc dù nhà văn, nhà thơ mọc lên như nấm. Theo tìm hiểu, thời kỳ hiện đại, đặc biệt là thế hệ nhà thơ 7X, có người muốn sáng tác thơ theo ý riêng, họ muốn giải phóng tư tưởng của họ khỏi sự kiểm soát của Đảng Cộng sản, thì họ bị đàn áp ngay lập tức. Có người đã phải tháo chạy để bảo toàn tính mạng. Phải thoát khỏi nanh vuốt của Đảng Cộng sản Việt Nam, nhà văn Dương Thu Hương mới có đất để dụng võ. Những vần thơ đáng đọc đã bị tàn sát, còn lại những người được gọi là nhà văn, nhà thơ là thành viên trong Hội Nhà văn Việt Nam hay thành viên Hội Nhà văn cấp tỉnh, đều là những cây bút nô bộc. Và tất nhiên những gì họ viết ra đều không có giá trị bởi người ta chẳng thấy trong nó có chút đặc sắc nào, chẳng có chứa một điều gì, đó là con người. Trong Hội Nhà văn Việt Nam và các Hội Nhà văn cấp tỉnh, đó là một xã hội Việt Nam thu nhỏ, nó là bộ máy của chính quyền thu nhỏ. Những người đứng đầu những hội này không phải những con chim đầu đàn trong lĩnh vực văn học. Họ là những người quyền kiểm soát tư tưởng, hoặc chỉ ít họ có vai trò phát hiện những cây bút đi lệch con đường mà Đảng Cộng sản Việt Nam đã vạch ra. Và từ đó, để ngoi lên vị trí cao trong ban, hội, các nhà văn phải chứng tỏ vai trò nô đập bọc của mình. Dưới bàn tay cai trị của Đảng Cộng sản Việt Nam, bệnh ngáo danh bùng nổ dữ dội. Mới đây, nhà văn Dương Thu Hương, một nghệ sĩ văn nổi tiếng tài hoa, người đã phải rời bỏ quê hương để sang Pháp tị nạn. Bà nhận được giải thưởng cao quý của Pháp, giải này được đánh giá là chỉ đứng sau giải Nobel văn học về danh giá. Điều này cho thấy không phải Việt Nam không có những nhà văn lớn, mà nhân tài của Việt Nam đều bị Đảng Cộng sản Việt Nam tiêu diệt từ mầm mống. Ngay trong trứng nước nó đã bị bóp nghẹt. Nếu bà Dương Thu Hương không sang Pháp tị nạn thì tên tuổi của bà không vang danh thế giới như ngày hôm nay. Có những người có tư tưởng theo đuổi các giá trị tốt đẹp thì không thể tồn tại được dưới chế độ cộng sản. Thay vào đó là những con người háo danh, thích nịnh bợ thì lại phát triển. Một khi chế độ chính trị là cái nôi cho thói háo danh phát triển thì Hội Nhà văn cũng đẩy dẫy nhà văn háo danh. Họ muốn nổi bật bằng những trò PE kiểu thật kêu. Họ muốn đổi cho thật lớn để thiên hạ nhìn họ với ánh mắt ngưỡng mộ. Bệnh ngáo danh lan sang tới giới nhà văn. Mới đây trên báo Tuổi Trẻ có bài viết dẫn câu nói của nhà văn trẻ Hiền Trang. Cô này phát biểu rằng nhà văn phải là người mà tỷ phú Elon muốn cùng ăn tối. Một câu nói chẳng có ý nghĩa gì. Cô ta ghép tỷ phú Mỹ vào câu chuyện của một cách khiên cưỡng. Mục đích là gắn tên tuổi nhà văn với một tỷ phú nổi tiếng nhất thế giới. Họ muốn nổi tiếng mà không biết cách nào nổi lên để vơ đại một tên tuổi lớn để bám vào. Đây là cách ăn mày danh tiếng của những vật lớn. Câu nói chỉ cho thấy rằng tầm thấp của nhà văn đến như thế nào. Đây được xem là bệnh ngáo danh. Sống dưới bàn tay cai trị của Đảng Cộng sản Việt Nam, bệnh ngáo danh đã lên ngôi. Từ giới showbiz bây giờ đến giới nhà văn. Tất nhiên vẫn còn những nhà văn tử tế nhưng không nhiều. Điều tràn ngập bệnh háo danh ở giới này, đấy là hậu quả của một bàn tay sắt cai trị. Bàn tay Đảng Cộng sản đã triệt hầu hết mầm mống tài năng. Nếu anh muốn phát triển bản thân chỉ có thể trốn ra nước ngoài thì may ra mới thoát. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp với bản tin Chứng ngáo danh lan nhanh từ showbiz đến giới nhà văn. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo.de để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất.
Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo.de. Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin Nguyễn Thành Nghị, chính sách chưa kịp bung ra đã vội hốt rác. Có thể nói chính sách xây dựng 1 triệu căn nhà xã hội đã và sẽ gắn với tên tuổi ông Nguyễn Thành Nghị, Bộ trưởng Bộ Xây dựng của Chính quyền Cộng sản Việt Nam. Đây là một câu chuyện dài nhiều tập, chúng tôi đã theo dõi và phân tích chính sách này sẽ khó vượt qua ở điểm nào và khả thi hay bất khả thi. 1 triệu căn nhà xã hội là dự án không tưởng với bộ máy chính quyền của Đảng Cộng sản. Bởi thực tế cho thấy từ xưa đến nay, chính quyền này chưa làm gì có lợi cho dân. Họ chỉ biết bòn rút của dân mà thôi. Về ý tưởng họ luôn tỏ ra cao đẹp, nhưng khi thực thi thì ai cũng thấy cơ hội kiếm trác trong đó. Dự án nhà ở xã hội được Thủ tướng Đảng Cộng sản Việt Nam, ông Phạm Minh Chính ký duyệt gói hỗ trợ tới 120.000 tỷ đồng cho những người có thu nhập thấp vay mua nhà. Đề án không tưởng. Dự án mới triển khai nhưng vấn đề đã nảy sinh ra. Ở phần xây dựng, quỹ đất hiện nay không đủ. Nếu mua đất để xây dựng thì giá thành đội lên rất cao, làm cho người nghèo không thể nào với tới được. Thứ nhì là các nhà thầu tìm vật liệu rẻ để xây thì nhà có độ bền chấp nhận được là không thể nhiều. Ban đầu người ta định nghĩa nhà dành cho người có thu nhập thấp là nhà dưới 1 tỷ đồng. Tuy nhiên, theo khảo sát, việc xây một căn nhà giá dưới 1 tỷ đồng là điều không tưởng trong lúc này, bao gồm cả đất đai. Đấy là phần xây dựng, nói có nói đến hàng trăm thứ vướng, không biết ông Nguyễn Thành Nghị sẽ gỡ thế nào cho ra đây. Tiếp theo là phần triển khai gói tín dụng 120.000 tỷ đồng. Trước mắt, lãi suất của gói vay này đang là quá cao đối với người có thu nhập thấp, họ không kham nổi. Thứ nhì là vấn đề thủ tục. Ngân hàng thương mại hiện nay đang có dấu hiệu cố tình tạo ra hàng rào thủ tục để ngăn cản người có thu nhập thấp vay tiền. Bởi theo họ, cho người có thu nhập thấp vay thì đồng nghĩa với nguy hiểm biến khoản nợ thành nợ xấu. Cho nên, dù chính sách là thế, nhưng khi triển khai thì lại bị nghẽn nghiêm trọng. Đề án mới triển khai thì rác đã bắt đầu xuất hiện. Đấy là chưa nói đến vấn đề thân hữu trong việc vay tiền. Rất nhiều quan chức ngân hàng phải giải ngân gói này vào tay người thân của họ, thay vì triển khai vào thành phần có thu nhập thấp. Chính phủ ông Phạm Minh Chính của 2 năm rưỡi điều hành đã lộ ra sự yếu kém, không thể khắc phục. Đó là thường để nghẽn những gói khoản cứu trợ kích cầu nền kinh tế. Cho đến nay, đã quá nửa nhiệm kỳ, ông Phạm Minh Chính vẫn không thể nào tháo nghẽn cho được. Theo như thông tin được biết, ở cấp cơ sở, nơi có thẩm quyền xác định ai được đặc quyền mua nhà có thu nhập thấp, đang xuất hiện một thị trường chợ đen rất sôi động, mua bán xuất được mua nhà ở xã hội. Đây là dấu hiệu cho thấy nhà dành cho người thu nhập thấp đang bị nắn dòng để những căn nhà này rơi vào tay thành phần có tiền hoặc rơi vào tay những đầu nậu mua nhà giá rẻ rồi bán lại giá cao kiếm chênh lệch lớn. Ông Nguyễn Thành Nghị, Bộ trưởng Bộ Xây dựng của Việt Nam. Mới đây, ông Nguyễn Văn Sinh, Thứ trưởng Bộ Xây dựng khẳng định nếu phát hiện trường hợp mua bán nhà xã hội không đúng đối tượng sẽ buộc thu hồi nhà. Nhưng thực tế, theo như điều tra, thì hiện tượng nhà xã hội đang bị những người không nghèo tranh nhau giật lấy suất này để mà mua. Dự án mới bắt đầu, hiện tượng này đã xuất hiện và quy mô ngày càng lớn. Theo một số người thảo tin, Bộ Xây dựng rất khó để buộc những suất mua nhà xã hội rơi vào đúng tay người nghèo. Có thể nói dự án xây nhà xã hội chỉ là chính sách, còn thị trường chợ đen mua bán suất mua nhà là đống rác được phát sinh ra bởi chính sách của ông Nguyễn Thành Nghị. Việc thực hiện cho đủ 1 triệu căn nhà xã hội là quá tầm với ông Bộ trưởng. Ấy vậy mà, ông Nguyễn Thành Nghị lại đi dọn rác cho dự án này gây ra, thì nhân lực ở đâu làm cho nổi đây? Thứ thị trường chợ đen này rất khó diệt. Ông Nghị và Bộ Xây dựng không thể nào làm nổi. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp với bản tin Nguyễn Thành Nghị, chính sách chưa kịp bùng, đã phải vội hốt rác. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo.de để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất.
từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa Thời báo.de